Chị em xin chào các anh chị ạ. Thì em thấy là trong quá trình nuôi trái á, là mình phải bổ sung đầy đủ các vi lượng đúng không ạ? Kẽm, sắt, magie, canxi hoặc là các axit amin thiết yếu để mà tăng cường cái việc mà trái lớn mà chắc nhân, chắc hạt đúng không các anh chị? Thì hôm nay em xin giới thiệu tới sản phẩm tên là siêu dưỡng trái lớn theo cái hệ nano. Thì hệ nano các bác biết rồi, thì cây sẽ dễ hấp thụ và trái sẽ mau lớn, to hơn và đẹp hơn nha. Thì sản phẩm của em cung cấp đầy đủ các vi lượng cần thiết để nuôi trái, cung cấp đầy đủ NPK thiết yếu cho cây, các axit amin để trái có thể to hơn, cuống có thể dai hơn, hạt có thể chắc hơn và neo trái lại cực kỳ sung. Nên các bác yên tâm, các bác muốn gia tăng giá trị thương phẩm hay là gia tăng năng suất phải cung cấp đầy đủ vi lượng. Mà để cung cấp đầy đủ vi lượng, cứ liên hệ em gửi siêu dưỡng trái theo hệ nano này liền cho các bác. Sản phẩm này các bác cứ yên tâm, của công ty CIB rất là hữu hiệu và nhiều cái chức năng. Không chỉ siêu lớn trái mà các bác cần sử dụng trong cái giai đoạn nào của cây, cứ liên hệ em có đầy đủ và hỗ trợ các bác hết nhé. Dạ, em cảm ơn và xin liên hệ hotline, em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mình ạ.